Kinh Đại Bảo Tích quyển 35. Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Pháp Hội 12, Bồ Tát Tạng phần 1. Phẩm 1: Giáo hóa trưởng giả. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Bạc Già Phạm ăn cư mùa mưa tại thành Lất Phất Thất La Duyệt. Sau 3 tháng tự tứ và may vá y phục xong, Đức Bạc Già Phạm cùng chúng đại tỳ kheo 1250 vị du hóa các nước. Đức Bạc Già Phạm ấy thành tựu danh xưng rộng lớn vĩ diệu, xuất hiện ở thế gian được hàng trời người ca tụng công đức, là đấng Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Bạc Già Phạm. Đức Bạc Già Phạm ấy ở sâu nơi tự chấn đầy đủ thần thông, có ai đức sáng chói trùm khắp tất cả thế gian, chư thiên, ma vương, phạm vương, Atula, thường về thế gian mà nói pháp vi diệu. Lời khai thị của Đức Bạc Già Phạm trước, sau, giữa đều lành, văn nghĩa, khéo léo, hay thuần nhất, viên mãn phạm hạnh trong sáng. Khi ấy bốn bộ chúng, hàng vua chúa, các quan và các nhà ngoại đạo Sa Môn, Bà La Môn và các trưởng giả cùng trời rồng, tám bộ chúng, đều mang vô lượng thứ y phục, thực phẩm, mền, nệm, thuốc men, các thứ cúng dường tốt đẹp hơn hết để dâng lên Đức Như Lai. Bây giờ Thế Tôn được đại chúng vây quanh cúng dường, cung kính tôn trọng, ca ngợi đã lần lần du hóa đến nước Ma Kiệt Đà, tại thành Vương Xá, rồi ở tại núi Linh Thiếu. Trong thành Vương Xá có trưởng giả tên là Hiền Thủ. Trưởng giả ấy đã từng gần gũi chư Phật quá khứ, trồng các căn lành phước đức rất lớn, thuộc dòng quý tộc giàu có, sản nghiệp của báu đều đầy đủ. Trưởng giả Hiền Thủ nghe Đại Sa Môn dòng họ Thích chứng vô thượng Bồ Đề, cùng đại chúng đến tại nước này. Đức Phật Thế Tôn ấy xuất hiện ở thế gian có danh xưng rất lớn, đủ 10 hiệu thành tựu thần thông, trí tuệ, nói pháp vi diệu cho đến viên mãn phạm hạnh thanh bạch. Trưởng giả Hiền Thủ suy nghĩ, nay ta nên đến núi Linh Thiếu để được diện kiến Đức Như Lai. Nếu ta được thấy Đức Phật tất sẽ được lợi lành. Suy nghĩ xong, trưởng giả Hiền Thủ cùng 500 vị trưởng giả đã khỏi thành Vương Xá đến núi Linh Thiếu. Buổi sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn mặc y tăng già lê, mang bát cùng chúng tỳ kheo, thì tùng rời núi Linh Thiếu hướng đến thành Vương Xá. Đức Phật đi trước đại chúng, oai nghi của Ngài nghiêm chỉnh, bước đi tự tại, nghiêm trang, vì giáo hóa chúng sinh mà Ngài hiện thân đi khất thực. Lúc sắp vào thành, Đức Phật dừng lại giữa đường, trưởng giả Hiền Thủ và 500 vị trưởng giả từ xa trông thấy Đức Phật oai nghiêm, siêu việt thân màu hoàng kim, mà ai cũng thích nhìn, đủ 32 tướng đại trượng phu, các căn tịch định, thần thái đạm bạc, là đến chỗ tối thượng, nhẹ nhàng, khoan thai, an tịnh, giúp hộ các căn như đại long tượng, thanh tịnh không náo loạn như ao suối đứng trong. Chân Ngài bước trên hoa sen hồng, trăm ngàn ức cánh cho bảy báu hợp thành, được vô số trời người dạ xoa cúng dường, mưa hoa trời to lớn rải trên Đức Như Lai, hoa trời ấy như dòng thác đổ tràn đầy mặt đất. Các vị trưởng giả chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, với vô lượng trăm ngàn công đức trang nghiêm đang từ xa đi đến xong, liền ngợi khen là chưa từng có, dù lòng thanh tịnh đến chỗ Đức Phật đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên và bạch. Bạch Thế Tôn, thật chưa từng có. Thần lực của Như Lai, rọi sáng, che khắp chư thiên cùng Ma Vương, Phạm Vương, oai đức của Như Lai đủ cả danh xưng to lớn. Vần hào quang diệu sắc bao trùm khắp đại chúng, thân tướng Như Lai như tòa núi vàng lớn, dung mạo đoan nghiêm không ai sánh bằng. Thế Tôn thành tựu tất cả những pháp hy hữu lạ thường. Con suy ngẫm Thế Tôn oai đức như vậy, quan sát những tướng gì mà vứt bỏ gia nghiệp để chứng ngộ Đại Bồ Đề. Liền đó, trưởng giả Hiền Thủ ở trước Đức Phật nói kể rằng, xưa con từng nghe Đức Thế Tôn, sắc đẹp các tường danh xưng lớn, nay thấy oai quang hơn chỗ nghe, như tượng vàng rồng đủ mọi đức, thân sắc Như Lai tựa núi vàng, cao rộng nghiêm tịnh nhìn không chán, chúng tỳ kheo oai đức nghiêm trang nghiêm, giống như trăng tròn giữa sao trời. Đảnh tướng Như Lai không ai thấy, cao bày rực rỡ hơn tu chi, búi tóc tròn đầy tuần tự xoắn, đảnh tướng bằng nghiêng như lọng trời, tóc biết mềm mượt xoay bên phải, như ngọc thanh bảo của thiên đế, sạch chói hơn lông của chim công, nơi con chiêm ngưỡng không biết chán. Diện mạo đoan nghiêm tráng bằng phẳng bằng, mày sáng sạch như vành cung trời, lông trắng chặn mày chói rực rỡ, ánh sáng chiếu suốt như vầng trăng,
mắt trong dịu hiền rất đẹp lạ, người thấy đều sinh lòng mến thích, nay con chiêm ngưỡng chẳng tạm rời, đảnh lễ mắt Phật thế gian nương, mũi sống mũi cao bằng dài và thẳng. Lần rộng tròn trịa như thỏi vàng, môi đỏ bóng sáng rất thanh tịnh, như trái tần bà ngọc mani, răng đẹp sạch trắng thêm sáng bóng, đồng màu sữa và ngó sen non, răng kính bằng phẳng rất sạch sáng, do điều thuận đại định cảm nên, răng trong răng ngoài chân sâu sắc, trên dưới khích khao đều tề chỉnh, răng Phật sáng trắng hơn tất cả, như nhạn Chúa ở giữa đàn nhạn. Tướng lưỡi của Phật rất rộng dài, che mặt mỏng sạch như hoa sen, như màu đồng đỏ châu mani, lóng lánh như gương mặt trời mọc. Vành tai của Phật rất đoan nghiêm, cõi trời, cõi người chẳng nghe thấy. Dòng giống cù đàm tướng toàn vẹn, vô ý giống như sư tử Chúa. Con ngắm tướng yết hầu của Phật, hay như chất cam lộ thế gian, trong sạch sáng suốt không vết nhơ, đủ đại thần lực chẳng nghĩ bàn. Trước cổ ngang rộng, dài và thẳng, ở giữa đều không có lằn nhăn. Đấng thiên trung thiên vượt cõi người, thường ăn chất vị đệ nhất vị. Đầu vai tròn trịa đều đầy bằng, ngực hông hùng mãnh oai dung thạnh. Tướng của Thế Tôn đời chưa nghe, như trên núi cao mặt trời sáng, tay chân hai vai và sáu gáy, bảy chỗ sáng sạch đều đầy bằng. Cánh tay tròn dài như vòi voi, bàn tay thòng xuống rồi đụng gối. Thân mình rộng dày như thú vương, viên mãn như cây ni câu luật, sức na la chiên hợp thành thân, đủ trọn đại lực và nhẫn lực. Lông trên thân Phật đều hướng lên, cứ mỗi lỗ lông mọc một lông. Bụi khói chẳng đóng như hoa sen, xoắn về bên phải mà nhuyễn mịn. Con xưa chưa nghe truyền tướng ẩn kính, âm tàng sâu như Chúa ngựa trời. Vẻ đùi tròn trịa lần lần thon, tướng ấy dường như Chúa nai trời. Chân dày nổi vung, gót tròn dài, bàn tay màn mỏng như nhạn Chúa, bằng giày vót dài 20 ngón, móng màu xích đồng như hoa sen, hai chân tướng vành sen ngàn căm, sáng sạch phi diệu đủ trang nghiêm, Như Lai dạo bước nơi thế gian, hai mắt cá chân chẳng chạm nhau, cách đất 4 ngón đi trên không, những bông sen đỏ theo chân hiện, đóa nhìn an tường bước tượng vương, tiến lên đoan túc như vua trời. Đại thánh oai nghiêm không chỗ sợ, giữa chúng vượt hơn sư tử vương, sắc đẹp chói lấp tỳ sa môn, oai quang hơn 100.000 mặt trời, thiên vương phạm vương còn không bằng, có ai hơn được đức Như Lai, đi đứng thuyết pháp độ chúng sinh, thiên tiên long thần đều cung kính, hạt rỗi nhạc trời rải hoa trời, lã tả ngập tràn đầy hư không, nay thấy Thế Tôn đại thần thông. Nên con trộm sinh lòng nghi hoặc, trước kia do có công đức gì mà Phật xuất gia chứng vô thượng? Bây giờ Đức Thế Tôn bảo trưởng giả Hiền Thủ: Này trưởng giả, ta xem thấy tất cả chúng sinh ở thế gian bị 10 sự khổ bức bách. Một là sinh khổ, hai là lão khổ, ba là bệnh khổ, bốn là tử khổ, năm là sầu khổ, sáu là oán hận, bảy là khổ thọ, tám là ưu thọ, chín là thống não, 10 là bị nỗi khổ lớn sinh tử lưu chuyển. Này trưởng giả, ta thấy 10 sự khổ ấy bức bách chúng sinh. Ta vì được vô thượng bồ đề để xuất ly sự khổ ấy, nên ta dùng lòng tịnh tính bỏ cung dòng tích, thẳng đến đạo vô thượng. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kể rằng, ta thấy các phàm phu bị nhốt ngục lưu chuyển, thường bị sinh lão bệnh, các khổ làm bức bách, sầu lo và oán hận, những chết chóc kéo dắt. Vì trừ khổ lao ngục nên ta thích xuất ly. Lại nữa này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sinh ở thế gian bị 10 thứ não hại ghét ganh lẫn nhau. Gì là 10? 1. Đã từng ở nơi thân mình làm điều chẳng lợi ích nên sinh lòng não hại. 2. Hiện nay ở nơi thân mình làm điều chẳng lợi ích nên sinh lòng não hại. 3. Sẽ ở nơi thân mình làm điều chẳng lợi ích nên sinh lòng não hại. 4. Đã từng ở nơi sở ái của mình, làm điều chẳng lợi ích nên sinh lòng, não hại. 5. Hiện nay, ở nơi sở ái của mình, làm điều chẳng lợi ích nên sinh lòng, não hại. 6. Sẽ ở nơi sở ái của mình, làm điều chẳng lợi ích nên sinh lòng, não hại. 7.
đã từng ở nơi mình, chẳng ưa mến và làm điều lợi ích nên sinh lòng não hại. 8. Hiện nay ở nơi mình, chẳng ưa mến và làm điều lợi ích nên sinh lòng não hại. 9. Sẽ ở nơi mình, chẳng ưa mến mà làm điều lợi ích nên sinh lòng não hại. 10. Ở những nơi lỗi lầm mà làm điều chẳng lợi ích nên sinh lòng não hại. Này trưởng giả, ta thấy 10 điều não hại ấy làm não hại tất cả chúng sinh ở thế gian. Ta vì được vô thượng bồ đề để ra khỏi sự não hại ấy, nên dùng lòng tinh thanh tịnh rồi bỏ cung họ thích, hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng, chúng sinh ganh ghét nhau, đều do 10 não sinh, nơi mình và mình ưa, ba đời đều não hại, hoặc nơi mình chẳng ưa, lại làm những lợi ích, oán ghét do đây sinh, ba đời đều não hại. Thứ 10 nơi lỗi lầm, sinh trưởng khổ oán ghét, ta thấy những lỗi ấy, chán sợ nên xuất gia. Lại nữa này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sinh ở thế gian, vào trong 10 thứ trường trầm ác kiến, do chấp dị kiến mà chẳng tự ra khỏi những gì là 10. 1. Rừng rậm ác kiến về ngã kiến. 2. Rừng rậm ác kiến về hữu tình kiến. 3. Rừng rậm ác kiến về tọa mạng kiến. 4. Rừng rậm ác kiến về sổ thủ thú kiến. 5. Rừng rậm ác kiến về đoạn kiến. 6. Rừng rậm ác kiến về thường kiến. 7. Rừng rậm ác kiến về vô tác kiến. 8. Rừng rậm ác kiến về vô nhân kiến. 9. Rừng rậm ác kiến về bất bình đẳng nhân kiến. 10. Rừng rậm ác kiến về tà kiến. Này trưởng giả, ta thấy chúng sinh vào trong 10 thứ rừng rậm ác kiến không tự ra được. Ta vì được vô thượng bồ đề để dứt hẳn những ác kiến ấy, nên dùng lòng tinh thanh tịnh rồi bỏ cung họ thích, hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, tất cả kẻ phàm phu vào rừng rậm ác kiến, ngã kiến, hữu tình kiến và cùng thọ mạng kiến, đoạn kiến với thường kiến, chấp vô tác hết thảy, bị an lập chánh kiến nên ta đi xuất gia. Lại nữa này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sinh ở thế gian từ vô số kiếp gây tạo đủ trăm ngàn nói cho tha cô chi tội lỗi, thường bị 10 thứ tên độc lớn bắn trúng. Những gì là 10? 1. Tên độc ái luyến. 2. Tên độc vô minh. 3. Tên độc dục nhiễm. 4. Tên độc tham lam. 5. Tên độc lỗi lầm. 6. Tên độc ngu si. 7. Tên độc kiêu mạn. 8. Tên độc kiến chấp. 9. Tên độc có. 10. Tên độc không có. Này trưởng giả, này trưởng giả, ta thấy chúng sinh bị 10 thứ tên độc ấy bắn trúng, nên ta cầu vô thượng bồ đề để dứt hẳn những tên độc ấy. Do đó mà ta dùng lòng tịnh tính rồi bỏ cung dòng thích, hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kể rằng, quá câu chi đại kiếp, chúng sinh bị tên ái, tên vô minh làm mù, từ tối vào trong tối, tên dục trong các quẩn, diện trước gọi tên tham, tên lỗi lầm, buồn loạn, mang bụi tên ngu si, cống cao khởi tên mạng, trái cải sinh tên kiến, do tên có, không có, xa vào có và không. Các phàm phu ngu si, mũi nhọn do miệng họ, cùng nhau sinh tranh luận, đây thật, đây chẳng thật, vì nhổ những tên độc, Như Lai hiện ở đời, cứu những trúng tên độc, cứu người trúng tên độc, xuất gia thành đạo thánh. Lại nữa này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sinh ở thế gian, do 10 thứ ái luyến, kiến lập căn bản. Những gì là 10? Đó là do ái nên cầu, do cầu nên được, do được nên có ngã sở, do ngã sở nên nắm chặt, do nắm chặt nên tham dục, do tham dục nên say đắm, do say đắm nên bỏng sẻn, do bỏng sẻn nên thâu góp, do thâu góp nên gìn giữ, do gìn giữ nên cần khí giới, cải kiện, che bai sinh ra rất nhiều sự khổ. Lại do nơi đấy mà phát ra lời nói ly biệt, nuôi lớn những sự ác bất thiện. Này trưởng giả, ta thấy chúng sinh do 10 thứ ái, nhiễm, kiến lập căn bản nên cầu vô thượng bồ đề, để được pháp không căn bản, không chỗ nương tựa. Do đó ta dùng lòng tinh thanh tịnh rồi bỏ cung họ thích hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại người ấy mà nói kể rằng, ái nhiễm hại chúng sinh, tìm theo những dục lạc, được lợi sinh ngã sở, do đây mà nắm chặt, tôi phải được, phải làm, dục tham càng thêm lớn, nhận say đắm bỏng sẻn, nối nhau mà sinh khởi, quá tham lam bỏng sẻn nên chứa thâu càng nhiều,
do chứa nên giữ gìn, sinh nhiều lỗi không hở. Người ngu vì giữ gìn, khí giới tàn hại nhau, gieo những nghiệp bất thiện, do đây sinh quả khổ. Thấy nhân duyên ái rồi, các khổ chẳng còn sinh, trí giác không căn trụ hơn hết trong trí giác. Lại nữa này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sinh ở thế gian do mười thu tánh ác tà mà kiến lập tà định. Những gì là mười? Một, tà kiến. Hai, tà tư duy. Ba, tà ngữ. Bốn, tà nghiệp. Năm, tà mạng. Sáu, tà tinh tấn. Bảy, tà niệm. Tám, tà định. Chín, tà giải thoát. Mười, tà giải thoát tri kiến. Này trưởng giả, ta thấy chúng sinh do mười thứ tà tánh ấy kiến lập tà định. Ta muốn chứng vô thượng bồ đề để ra khỏi các tà tánh như vậy, nên dùng lòng tinh thanh tịnh rồi bỏ cung họ thích mà hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lạc nghĩa ấy mà nói kể rằng, chúng sinh chấp tà kiến, tà tư duy cảnh giới, tiên nói những tà ngữ và làm những tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định, thành tựu tà giải thoát và đến tà tri kiến. Tà tánh quyết định tụ, chỗ nương của kẻ ngu, vì khiến trụ chánh kiến hơn đến đạo vô thượng. Lại nữa này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sinh ở thế gian do mười thứ nghiệp đạo bất thiện mà hay kiến lập ở nơi tà đạo, phần nhiều phải đọa vào ác tú. Những gì là mười? Một, giết hại. Hai, không cho mà lấy. Ba, tà dâm. Bốn, nói dối. Năm, nói lời ly gián. Sáu, nói lời thô bỉ. Bảy, nói lời theo dệt. Tám, tham lam. Chín, giận thù. Mười, tà kiến. Này trưởng giả, ta thấy chúng sinh do mười thứ nghiệp bất thiện ấy hướng theo đường tà, nên phần đông phải xa vào ác đạo. Ta vì muốn chứng vô thượng bồ đề, siêu xuất tất cả các tà đạo, nên dùng lòng tịnh tính rồi bỏ cung họ tích hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kể rằng, não hại mạng chúng sinh, cướp trộm của cả người là điều tà dâm dục, mau đọa vào địa ngục, nói thô ngữ ly gián, nói dối trái tịch tỉnh, phàm phu nói theo dệt, bị ngu si ràng, buộc ràng. Tham lam tài sản người, thường sinh lòng, thù hận, khởi các thứ tà kiến, người ấy đọa đường ác. Ba nghiệp do thân khởi, bốn nghiệp từ miệng sinh, ý hay thành ba nghiệp, nên gọi là làm ác. Làm những nghiệp ác rồi, dắt đến trong ác đạo, nay ta hiện thế gian, tế độ khiến ra khỏi. Lại nữa này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sinh ở thế gian do mười thứ pháp nhiễm ô mà ở tại phiền não, xa vào trong phiền não nhơ nhớp. Những gì là mười? Một, xiển tham nhơ nhớp. Hai, ác giới nhơ nhớp. Ba, giận tức nhơ nhớp. Bốn, lười biếng nhơ nhớp. Năm, tán loạn nhơ nhớp. Sáu, ác tuệ nhơ nhớp. Bảy, không theo chánh giáo nhơ nhớp. Tám, tà nghi nhơ nhớp. Chín, không tin hiểu nhơ nhớp. Mười, không cung kính nhơ nhớp. Này trưởng giả, ta thấy chúng sinh bị mười thứ nhơ nhớp ấy làm nhơ nhớp. Ta bị chứng vô thượng bồ đề, được pháp không nhơ nhớp vô thượng, nó dùng lòng tin thanh tịnh rồi bỏ cung dòng họ thích hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kể rằng, phần đông các chúng sinh bị mười thứ nhơ nhớp, thích hữu vi phiền não, chẳng hề biết chán lìa, xiển tham làm nhơ nhớp tất cả phàm phu dại, phạm giới chẳng tịch tỉnh, chẳng tập tu chánh định. Giận tức trái nhẫn nhục, lười biếng hư chánh cần, lòng họ chẳng chuyên trụ, người tà trí ngu độn, chẳng tuân theo lời dạy của cha mẹ sư trưởng. Chúng sinh bị lưới nghi, chẳng cầu trí soi chiếu, cho bài pháp thâm diệu của Đức Phật dạy truyền, mặc lấy áo vô minh, khinh tiện nơi thánh uẩn. Thấy được nhơ nhớp ấy, có ai thích hữu vi, phải xin cầu tịch diệt vô vi không nhơ nhớp. Lại nữa này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sinh ở thế gian bị mười thứ triền phược trói buộc. Những gì là mười? Một, bị lưới bẩn xẻn trói buộc. Hai, bị màn vô minh che mờ. Ba, bị phiền não làm mê say, xa vào hố ngu si. Bốn, bị dòng nước lũ á dục đẩy trôi chìm đắm. Năm, bị tên độc tà kiến bắn trúng. Sáu, bị khói đặc giận thù che lấp. Bảy, bị ngọn lửa tham dục đốt cháy. Tám, bị thuốc độc lỗi lầm làm mê loạn. Chín, bị những gai độc năm triền cái làm trở ngại. Mười, thường ở chung dòng nước sinh tử, trong đồng hoang, đói khát,
lười mỏi đối với chánh cần. Này trưởng giả Tathā chúng sinh, bị mười thứ triền Phật ấy trói buộc nên ta cầu vô thượng Bồ đề để chứng pháp không triền Phật. Ta dùng lòng tin thanh tịnh rồi bỏ cung họ thích hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kể rằng: tuổi già nuốt trẻ mạnh, tuổi già mất tươi đẹp, tuổi già tổn niệm tuệ, trọn bị thần chết nuốt. Bệnh số nghệ thế lực, cướp đoạt tâm dũng mãnh, làm hư cả căn thân, yếu đuối không nơi dựa, chết như quỷ la sát, độc hại rất đáng sợ, thường ở mãi thế gian, uống cạn mạng chúng sinh. Ta đã chán thế gian, già bệnh chết bức bách, nên cầu pháp xuất gia, an lành không già chết. Đời bị ba thứ lửa, ta thấy không ai cứu, rưới mưa pháp cam lộ, ta tắt mất ba lửa độc. Thấy những kẻ lạc đường, sinh mù lòa tâm tối, vì muốn làm mắt sáng, dẫn đường đến xuất gia, chúng sinh khởi lòng nghi, uẩn cái nó che lấp, vì trừ hối đạo ấy, nên xuất gia thuyết pháp. Kẻ ngu chống trái nhau, rình rập hại lẫn nhau, vì hòa giải oán ghét, giúp đời nên xuất gia. Với cha mẹ sư trưởng, không chống khinh, không cung kính, vì dẹp tràn kiêu mạn nên ta đi xuất gia, thấy tham lam hại đời, do tiền của hại nhau, vì được bảy thánh tài, dứt trừ những pháp tham, hoặc đến nỗi hại nhau, lợi mình trọn vô ích, thấy vậy ta xả thân, cầu rời ngục ba đường, xưa chưa biết ba cõi, sự lợi ích chân thật, vì mở sự lợi thật, nên ta đi xuất gia, thấy người đến địa ngục, nghiệp nhân ác quá nhiều, nhiều vô biên khổ não, vì cứu mà xuất gia, thấy các loài muôn thú, thường giết hại lẫn nhau, muốn làm chỗ nó nương, thương chúng mà xuất gia, thấy các loài ngạ quỷ, rất khổ vì đói khát, vì chứng đại bồ đề, thí cam lộ bất tử, làm người khổ vì cầu, chư thiên khổ vì chết, thấy khổ khắp ba cõi, vì cứu mà xuất gia, ta thấy người tham dục. Rời xa lòng tàm quý, bức hiếp kẻ thân thuộc, hoang dâm hơn heo chó, lại thấy những kẻ ngu, bị gái đẹp nuốt chẩn, phóng dật gây tội ác, vì bỏ nên xuất gia, thấy chúng sinh kiếp trượt, ma khiến tội ác sai, ta muốn điều phục họ xuất gia thành chánh giác. Tại gia là gốc tội xuất gia đến bồ đề, nên bỏ cả quốc thành, để đến hẳn sinh tử. 500 vị trưởng giả nghe lời Đức Phật dạy, được sự chưa từng có, mới biết Đức Như Lai là bậc chân giác. Các trưởng giả liền ở trước Đức Phật khát miệng, đồng lời nói kể rằng: chúng con kinh sợ già chết bất, xin Phật tuyên dạy hết khổ ấy. Phật rời ba cõi đến thanh tịnh, tánh thanh tịnh rời hẳn ba cõi, xin cứu chúng sinh thoát ba cõi. Và người tại gia bị nhốt giam, Thế Tôn lìa nhiễm, giải thoát nhất. Rời xa trần cấu lòng thanh tịnh, điều ngự lớn trong pháp điều ngự, xin mở cửa cam lộ vi diệu. Đủ tướng diệu sát đại trượng phu, trời người thế gian không ai sánh, đấng tối thắng không ai sánh bằng, xin nói pháp màu cứu muôn loại, dứt hạn ba độc hết tội lỗi, tuệ nhãn sạch trong tiêu màn loạ, sạch bụi lìa tối mở lưới si, xin Đức Thế Tôn tuyên pháp diệu, chúng sinh quá khổ không chỗ nương, đắm ao ba cõi không ai cứu. Xin Phật khởi lòng từ rộng cứu, mau vớt lên bờ cao an ổn, sông to kiêu mạn nước xoáy si, bệnh tật kiện tụng sống dập dồn, chúng sinh trôi chìm không ai vớt, xin Phật từ bi cứu thoát nguy, ngàn ức mặt trời chói núi vàng, thân Phật chói sáng hơn sáng ấy, xin dùng tiếng phạm âm thắng diệu, tuyên bố pháp đoan nghiêm tối thượng. Tự tánh các pháp vốn thanh tịnh, thể tướng rộng suốt như minh châu, không người tạo tác không người nhận, biến chánh giác chẳng từ ngoài được, tự nhiên đầy đủ lực vô ý, hiển hiện vô biên hạnh tịnh diệu, trí giải vô biên như hư không, xin đấng pháp vương tuyên diệu pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn suy nghĩ, 500 vị trưởng giả này, căn lành đã thành thục, có thể lãnh thụ diệu pháp, nên ta nên nói pháp cho họ phát tâm xuất gia, dứt trừ phiền não, được trí tuệ vô lậu. Nghĩ xong, Đức Phật liền bay lên ngồi kiết già trên hư không. Các trưởng giả thấy Phật hiện thần biến khen là chưa từng có, càng kính trọng tín ngưỡng Phật hơn. Đức Thế Tôn bảo các trưởng giả: các ông lắng nghe,
trong đời có 10 sự khổ bức bách, đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, sầu khổ, oán khổ, khổ thọ, ưu thọ và thống não sinh tử. 10 sự khổ bức bách như vậy làm khổ chúng sinh. Này các ông có muốn giải thoát chăng? Lại nữa, này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ não hại, đó là với thân của mình từng làm sự chẳng lợi ích, nay làm sự chẳng lợi ích, sẽ làm sự chẳng lợi ích. Với chỗ ta từng yêu thích làm sự chẳng lợi ích, với chỗ ta hiện nay yêu thích làm sự chẳng lợi ích, với chỗ ta sẽ yêu thích làm sự chẳng lợi ích, với chỗ ta từng chẳng ưa làm sự lợi ích, với chỗ ta hiện chẳng ưa làm sự lợi ích, với chỗ ta sẽ chẳng ưa làm sự lợi ích, và ở nơi tất cả lỗi chẳng lợi ích sinh lòng não hại. 10 sự não hại ấy cùng các ông có muốn giải thoát chăng? Lại nữa, này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ rừng rậm dị kiến ác kiến, đó là ngã kiến, chúng sinh kiến, thọ mạng kiến, sổ thủ thú kiến, đoạn kiến, thường kiến, vô tác dụng kiến, vô nhân kiến, bất bình đẳng kiến và tà kiến. 10 rừng rậm ác kiến ấy các ông có muốn giải thoát chăng? Lại nữa, này các trưởng giả, trong đời bị 10 thứ tinh độc lớn bắn trúng, đó là ái độc, vô minh độc, dục độc, tham độc, quá thất độc, ngu si độc, mạng độc, kiến độc, hữu độc và vô độc. 10 thứ tinh độc ấy các ông có muốn giải thoát chăng? Lại nữa, này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ pháp ái căn bản, đó là do vì ái nên tìm cầu, do vì cầu nên được, do vì được nên có ngã sở hữu, do vì sở hữu nên nắm chặt, do vì nắm chặt nên tham dục, do vì tham dục nên say đắm, do vì say đắm nên bỏng sẻn, do vì bỏng sẻn nên góp chứa, do vì góp chứa nên gìn giữ, do vì gìn giữ nên dùng những khí giới tranh chấp, kiện tụng, chê bai, hủy bán, chia rẽ, những pháp ác bất thiện khổ não nhân đây mà phát khởi. 10 thứ pháp ái căn bản như vậy, nơi các ông có muốn giải thoát chăng? Lại nữa, này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ tà tánh, đó là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà giải thoát tri kiến. 10 thứ tà tánh như vậy, nơi các ông có muốn giải thoát chăng? Lại nữa, này các trưởng giả, trong đời có 10 nghiệp đạo bất thiện, đó là hại mạng, chẳng cho mà lấy, tà dâm, nói dối, nói lời ly gián, nói lời thô ác, nói lời theo dệt, tham dục, giận thù và tà kiến. 10 nghiệp đạo bất thiện như vậy, nên các ông có muốn giải thoát không? Lại nữa, này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ pháp cấu uế, nhiễm ô, đó là bỏng sẻn cấu uế, phá giới cấu uế, giận hờn cấu uế, giải đãi cấu uế, tán loạn cấu uế, ác kiến cấu uế, chẳng tuân lời dạy cấu uế, nghi hoặc cấu uế, bất tính cấu uế và chẳng cung kính cấu uế. 10 thứ cấu uế nhiễm ô như vậy, nay các ông có muốn giải thoát không? Lại nữa, này các trưởng giả, trong đời có 10 việc lưu chuyển trong sinh tử rất đáng sợ, đó là trói buộc trong lưới bọn sẻn ganh ghét, che lòa trong màn vô minh, xa vào hố sâu ngu si, trôi chìm trong dòng nước lũ ái dục, trúng tên tà kiến, khói phẫn hận xông lấp, lửa mạnh tham dục đốt cháy, độc dược lỗi lầm làm mê, gai độc năm triền cái ngăn trở, và chạy quanh trong đồng hoang đói kém. 10 việc lưu chuyển trong sinh tử rất đáng sợ. Như vậy, nay các ông có muốn giải thoát chăng? 500 vị trưởng giả đồng thanh nhất tâm bạch: Bạch Thế Tôn, nay con, nay chúng con muốn được giải thoát 10 sự khổ bức bách, như là sinh già, bệnh chết, sầu oán, ưu khổ, sinh tử não hại, rộng nói như thế, cho đến sự bức bách đi khoanh trong đồng hoang đói kém, chúng tôi đều muốn được giải thoát tất cả. Đức Phật dạy, này các trưởng giả, các ông nghe kỹ, nay ta sẽ nói chánh pháp yếu. Này các trưởng giả, nhãn chẳng cầu giải thoát. Vì sao? Vì nhãn không tác, không dụng, nhãn chẳng thể suy nghĩ được, chẳng thể hay biết được, nên nhãn chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy, cho đến nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý đều chẳng cầu giải thoát. Vì nhĩ đến ý không tác, không dụng, chẳng thể suy nghĩ được, chẳng thể hay biết được, nên nhĩ đến ý cũng chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Lại nữa, này các trưởng giả, cầu giải thoát. Vì sao? Vì sắc không tác,
không dụng, không thể suy nghĩ được, không thể hay biết được, vì thế nên sắc chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy, như sắc năm trần, thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng đều chẳng cầu giải thoát. Vì sao? Đều vì đều không tác, không dụng, không thể suy nghĩ được, không thể hay biết được, nên đều chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Lại nữa này các trưởng giả, sắc uẩn chẳng cầu giải thoát. Vì sao? Vì sắc uẩn không tác, không dụng, không thể suy nghĩ được, không thể hay biết được, nên sắc uẩn chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Bốn uẩn thọ tưởng, hành và thức cũng đều chẳng cầu giải thoát. Vì chúng không tác, không dụng, không thể suy nghĩ được, không thể hay biết được, nên đều chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Lại nữa này các trưởng giả, địa đài chẳng cầu giải thoát. Vì sao? Vì địa đài không tác, không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, nên địa đài không phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Thủy đài, hỏa đài, phong đài, không đài và thức đài cũng đều chẳng cầu giải thoát, vì đều không tác, không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, nên đều chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Lại nữa này các trưởng giả, các pháp đều chẳng thật, do phân biệt mà sinh khởi. Nó nương theo các duyên, không có tăng lực, không có năng lực, nó chuyển đổi theo các duyên. Nếu có các duyên thì giả lập các pháp, nếu không có các duyên thì không có các pháp giả. Này các trưởng giả, tất cả các pháp chỉ là giả đặt để ra, trong ấy đều không có sự sinh, sự già, sự chết, sự khởi đầu hay sự tận cùng. Chỉ có tịch diệt thanh tịnh, dứt hẳn các loại sinh tử là đáng nương theo, các ông phải biết như vậy. Này các trưởng giả, tất cả các pháp đều chẳng có thật, do phân biệt mà sinh khởi, y cứ theo các duyên. Nó yếu kém, không năng lực theo các duyên mà chuyển đổi. Nếu có các duyên thì giả lập các pháp, nếu không có các duyên thì không có pháp giả. Này các trưởng giả, tất cả các pháp chỉ là giả lập, trong ấy đều không có sự sinh, già, chết, sự khởi đầu hay sự tận cùng, chỉ có tịch diệt thanh tịnh, dứt hẳn các loại sinh tử là đáng để nương theo. Như thế này các trưởng giả, nếu có phân biệt không thật thì có tác ý giả lập bất chánh, nếu không phân biệt chẳng thật thì không tác ý giả lập bất chánh. Nếu có tác ý bất chánh thì có vô minh giả lập, nếu không tác ý bất chánh thì không có vô minh giả lập. Nếu có vô minh thì có các hành giả lập, nếu không có vô minh thì không có các hành giả lập. Nếu có các hành thì có thức giả lập, nếu không có các hành thì không có thức giả lập. Nếu có thức giả lập thì có danh sắc giả lập, nếu không có thức thì không có danh sắc giả lập. Nếu có danh sắc thì có sáu nhập giả lập, nếu không có danh sắc thì không có sáu nhập giả lập. Nếu có sáu nhập thì có xúc giả lập, nếu không có sáu nhập thì không có xúc giả lập. Nếu có xúc thì có thọ giả lập, nếu không có xúc thì không có thọ giả lập. Nếu có thọ thì có ái giả lập, nếu không có thọ thì không có ái giả lập. Nếu có ái thì có thủ giả lập, nếu không có ái thì không có thủ giả lập. Nếu có thủ thì có hữu giả lập, nếu không có thủ thì không có hữu giả lập. Nếu có hữu thì có sinh giả lập, nếu không hữu thì không có sinh giả lập. Nếu có sinh thì có lão tử giả lập, nếu không có sinh thì không có lão tử giả lập. Này các trưởng giả, thế nào là lão? Đó là tình thức, tối suy, đầu bạc tóc rụng, da dùng, mặt nhăn, thọ mạng tổn giảm, các căn suy kém, hành động bất tiện, đó gọi là già. Thế nào là tử? Đó là diệt mất đổi dời. Các uẩn tan rạ hư hại, bỏ chúng đồng phận, đó gọi là chết. Sự già ấy, sự chết ấy hợp lại gọi là lão tử. Này các trưởng giả, nếu có sinh thì có giả lão tử, nếu không có sinh thì không có giả lão tử. Thế nào là sinh? Đó là sinh ấy. Đồng sinh khởi, các uẩn xuất hiện và có các căn xứ hội họp chúng đồng phận, đó gọi là sinh. Này các trưởng giả, nếu có hữu thì có giả sinh, nếu không có hữu thì không có giả sinh. Thế nào là hữu? Đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Phước nghiệp, phi phước nghiệp và bất động nghiệp, đó gọi là hữu. Này các trưởng giả, nếu có thủ thì có giả hữu, nếu không có thủ thì không có giả hữu. Thế nào là thủ?
Đó là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã thủ, đó gọi là thủ. Này các trưởng giả, nếu có ái thì có giả thủ, nếu không có ái thì không có giả thủ. Thế nào là ái? Đó là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái, đó gọi là ái. Này các trưởng giả, nếu có thọ thì có giả ái, nếu không có thọ thì không có giả ái. Thế nào là thọ? Đó là nhãn xúc sinh ra thọ, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc sinh ra thọ, đó gọi là thọ. Này các trưởng giả, nếu có xúc thì có giả thọ, nếu không có xúc thì không có giả thọ. Thế nào là xúc? Đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, đó gọi là xúc. Này các trưởng giả, nếu có xấu xứ thì có giả xúc, nếu không có xấu nhập thì không có giả xúc. Thế nào là xấu xứ? Đó là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ, đó gọi là xấu xứ. Này các trưởng giả, nếu có danh sắc thì có giả xấu xứ, nếu không có danh sắc thì không có giả xấu xứ. Thế nào là danh sắc? Đó là thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, bốn đại giới. Ba sắc sở tạo của bốn đại giới tạo ra, đó là danh sắc. Này các trưởng giả, nếu có thức thì có giả danh sắc, nếu không có thức thì không có giả danh sắc. Thế nào là thức? Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, đó gọi là thức. Này các trưởng giả, nếu có hành thì có giả thức, nếu không có hành thì không có giả thức. Thế nào là hành? Đó là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư, đó gọi là hành. Này các trưởng giả, nếu có vô minh thì có giả hành, nếu không có vô minh thì không giả hành. Thế nào là vô minh? Đó là không biết tiền tế, không biết hậu tế, không biết tiền tế, hậu tế, không biết trong, không biết ngoài, không biết cả, trong, ngoài, không biết khổ, không biết tập, không biết diệt, không biết đạo, không biết duyên, không biết duyên khởi. Với pháp duyên, sinh, hoặc đen, hoặc trắng, có duyên, không duyên, có quan cảnh, không quan cảnh, có tội, không tội. Đáng ở thân cận, không đáng thân cận, không biết, không thấy, không nhìn rõ, không thấu hiểu, đó gọi là vô minh. Này các trưởng giả, nếu có tác ý bất chánh thì có giả lập vô minh, nếu không tác ý bất chánh thì không có giả lập vô minh. Thế nào gọi là tác ý bất chánh? Đó là quan niệm rằng, ở quá khứ ta có những tên họ nào, ở những chỗ nào, thuộc những loài nào, đến vị lai ta sẽ có tên họ gì, ở chỗ nào, thuộc loài nào, lại đối với nội thân sinh nhiều nghi hoặc. Thế nào gọi là ta, ta là ai, là có hay là không, là hư hay là thực, là dòng họ, là chỗ nào, là loài nào, xưa ta chỗ nào đến ở chỗ nọ, phát khởi những tác ý bất chánh như vậy. Từ trong sáu kiến giải, tùy sinh ra một kiến giải, nào rồi chấp là có ngã, chấp là không ngã, hoặc y nơi ngã mà cho là ngã, hoặc chẳng y nơi ngã mà cho là ngã, là hư vọng phát khởi kiến chấp ngã, tức thế gian, hoặc do duyên phát khởi là thường, là hằng, chẳng chuyển, chẳng biến, còn hoài mãi mãi, đó gọi là tác ý bất chánh. Này các trưởng giả, nếu có phân biệt chẳng thật thì có sự giả lập tác ý bất chánh, nếu không có sự phân biệt chẳng thật thì không có sự giả lập tác ý bất chánh. Thế nào gọi là phân biệt chẳng thật? Đó là ngã hữu tình, thọ mạng giả, trường phu, sổ thủ, sinh giả, ý sinh, ma nạp bà, tác giả, thọ giả, đó gọi là chẳng thật. Mà lại có phàm phu không học hiểu, biết hư vọng phát khởi phân biệt là ngã, là hữu tình, là mạng giả, phân biệt là trường phu, là sổ thủ, là sinh giả, là ý sinh, là ma nạp bà, là tác giả, là thọ giả, đó là phân biệt chẳng thật. Này các trưởng giả, nếu có sự phân biệt chẳng thật ấy thì có sự giả lập tác ý bất chánh, nếu không có sự phân biệt chẳng thật thì không có sự giả lập tác ý bất chánh. Này các trưởng giả, nếu có tác ý bất chánh thì có giả lập vô minh, nếu không tác ý bất chánh thì không có giả lập vô minh, nếu có vô minh thì có giả lập các hành, nếu không có vô minh thì không có sự giả lập các hành. Như vậy cho đến nếu có sinh thì có giả lập lão tử, nếu không có sinh thì không có giả lập lão tử. Bây giờ Đức Phật dạy, này các trưởng giả,
Nay các ông phải biết tất cả các pháp đều do phân biệt chẳng thực phát khởi, đều y theo các duyên. Nó yếu kém, vô lực theo các duyên mà chuyển. Nếu có các duyên thì có giả pháp, nếu không có các duyên thì không giả pháp. Nay các trưởng giả, tất cả các pháp chỉ là giả lập, trong ấy đều không có sự sinh, sự già, sự chết, sự tận cùng, và đến cả sự khởi đầu. Chỉ có tịch diệt thanh tịnh, nhất hẳn các loài sinh tử đáng để nương theo. Này các trưởng giả, ví như ao nước lớn, các loài tôm cá nương nơi sức gì để ở? Các trưởng giả thưa, bạch Thế Tôn, các tôm cá ấy nương nơi sức nước để ở. Đức Phật dạy, đúng vậy, này các trưởng giả, nước ấy có nghĩ rằng tôi có sức lực chăng? Các trưởng giả thưa, bạch Thế Tôn, nước ấy không năng lực, không lực. Nước ấy không năng, không lực nào có suy nghĩ gì. Đức Phật bảo, đúng vậy, này các trưởng giả, các pháp do phân biệt chẳng thật phát khởi cũng như vậy. Chỉ là giả đặt bày, nó không năng lực, không năng, không lực, tùy theo các duyên mà chuyển. Không các duyên thì có giả pháp, không có các duyên thì không có giả pháp. Này các trưởng giả, các pháp chỉ là giả lập, trong ấy đều không có sự sinh, già, chết, sự tận cùng hay sự khởi đầu. Chỉ có tịch diệt thanh tịnh, chứ hẳn các loài sinh tử đáng được nương theo. Vì thế nên các ông phải quan sát một cách chân chánh các duyên như vậy, chẳng phải là chỗ an ổn, khó thể bảo trì được, đời sinh tâm sợ sệt đào tẩu, tránh xa nó. Các ông lại phải quan sát nó là pháp gì, do sợ pháp gì mà đến đây. Lúc các ông chánh quán như vậy thì không pháp để được, không sợ, không bỏ. Tại sao tất cả các pháp đều là chẳng thể nắm bắt? Vì tất cả thứ cầu mong đều chẳng thể nắm bắt, tất cả pháp là vô ngã. Vì rời lìa trần cấu, các pháp không chúng sinh vì xa lời, vì xa rời ngã. Các pháp không thọ mạng vì ra khỏi sinh già bệnh chết, sầu lo khổ não bức bách. Các pháp không sổ thủ thú vì ba đời dứt đoạn. Các pháp không danh tự vì tất cả ngôn ngữ không thể nói. Các pháp không nắm trước vì không chỗ chuyên. Các pháp tịch tỉnh là vì là tướng tịch diệt. Các pháp phổ biến vì là tánh hư không. Các pháp tánh không vì không định thuộc. Các pháp không động vì không chỗ nương. Các pháp y cứ nơi thực tế vì an trụ nơi thiện trụ tương ưng với không động. Các pháp chẳng thể khai xiển vì rời lìa tướng sống tràn. Các pháp chẳng thể hiển thị vì không tướng không hình, không có quang ảnh. Rời lìa các hành, các pháp chẳng phải sở hữu của ngã vì rời ngã sở. Các pháp chẳng thể phân biệt vì rời tâm ý thức. Các pháp không ái tàn vì vượt qua nhãn thức cho đến nhị tỷ thiệt thân và ý thức. Các pháp chẳng thể cất dời vì rời sinh trụ hoại. Các pháp không tác không dụng vì rời tâm ý thức. Các pháp thuộc nơi duyên vì tánh yếu kém. Này các trưởng giả, ta nói về nhãn ấy là pháp do bốn đại chủng tạo ra. Nó là pháp vô thường, không thường trụ, không hằng còn, chẳng bền chắc, yếu kém, mau hư, khó bảo tính được, là chỗ tập hợp của các sự khổ não, nhiều bệnh, nhiều tai hại. Nhãn ấy đã như vậy, các ông chớ nên nương theo nó. Với nhĩ tỷ thiệt thân và ý cũng như vậy, các ông chớ nên nương theo nó. Các ông phải quan sát như vậy. Là nữa này các trưởng giả, nhãn như đống bọt nước chẳng rờ nắm được, nhãn như đống nước nổi chẳng dừng lâu, nhãn như sóng nắng do nghiệp cảm ái sinh, nhãn căn như cây chuối, tánh không bền chắc, nhãn như trò ảo thuật, từ điên đảo phát khởi, nhãn như cảnh mộng, chỉ hư vọng thấy, nhãn như tiếng vang, hệ thuộc các duyên, nhãn như sóng, như bóng sáng, do ánh sáng nghiệp ảnh hiện, nhãn như mây nổi, tụ hợp tán loạn, nhãn như lóe chớp, sát na biền dứt, nhãn không có chủ như đất, nhãn không có ngã như nước, nhãn chẳng phải hữu tình như lửa, nhãn chẳng phải thọ mạng như gió, nhãn chẳng phải sổ thủ thú như hư không, nhãn chẳng thực y cứ nơi các đại chủng. Nhãn là rỗng không, rời ngã và ngã sở. Nhãn là vô tri như cỏ cây, đất đá. Nhãn không có sự tạo tác do gió cơ quan chuyển vận.
Nhãn ấy là hư giả, là đống mục nhơ. Nhãn ấy dối trá, là pháp tan rã, bể hư, dứt mất. Nhãn như gò chiến, thường bị sự già suy bức ngặt. Nhãn không ở yên, trọn về nơi mòn dứt. Này các trưởng giả, nhãn có nhiều lỗi, các ông phải quan sát như vậy cho đến ý và tất cả các pháp cũng phải quan sát như vậy. Lại nữa này các trưởng giả, tất cả các pháp chỉ có vọng dục. Kẻ ngu vì không biết là vọng dục nên họ lầm gọi là nhãn, lầm gọi là nhĩ, cho đến lầm gọi là ý. Này các trưởng giả, chỉ có vọng dục thôi mà kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục nên họ lầm gọi là sắc, là thanh, là hương, vị, xúc, pháp. Này các trưởng giả, chỉ có vọng dục thôi mà kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục nên họ lầm gọi là sắc uẩn, là thọ uẩn, là tưởng, hành, thức uẩn. Này các trưởng giả, chỉ có vọng dục thôi mà kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục nên họ lầm gọi là địa đại chủng, là thủy, hỏa, phong, không, thức đại chủng. Này các trưởng giả, chỉ có vọng dục thôi mà kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục nên họ lầm gọi là hữu vi, là vô vi, cho đến tất cả các pháp cũng như vậy. Này các trưởng giả, nay các ông phải bỏ vọng dục mà hướng đến vô dục. Với vợ con, nhà cửa của cải, các ông phải biết rõ là hư vọng, chẳng nên chấp trước. Vì chẳng chấp trước nên dùng lòng tịnh tính, rồi bỏ nhà cửa đến nơi không nhà, thì sẽ được vô dục. Này các trưởng giả, thế nào gọi là xuất gia vô dục? Đó là an trụ nơi giới biệt giải thoát, nhiếp trì đầy đủ oai nghi, đi đứng, rất sợ phạm lỗi, phạm tội nhỏ, thọ học luật nghi, thành tựu giới uẩn. Này các trưởng giả, nếu các ông phụng trì giới được rồi thì đến, thì đối với sáu căn, sáu cảnh, năm uẩn và sáu đại chủng biết rõ là hư giả đều chẳng chấp trước. Vì chẳng chấp trước nên gọi là pháp xuất gia vô dục. Này các trưởng giả, nếu chẳng chấp trước nơi nhãn cho đến thức đại chủng thì chẳng bảo hộ. Chẳng bảo hộ những gì? Đó là nhãn chẳng bảo hộ cho đến thức đại chủng chẳng bảo hộ. Vì chẳng bảo hộ nên không phiền não. Nếu không phiền não thì gọi là nhẹ nhàng. Thế nào là nhẹ nhàng? Đó là không sợ kiến. Nếu không sợ kiến thì chẳng y cứ nơi Phật mà phát khởi lòng sân hại. Do không sân hại thì không tự tại, thì không tự hại. Chẳng nghĩ hại người, chẳng nghĩ hại cả mình và người. Vì không hại nên bèn chứng nhập nơi vô dư đại niết bàn. Này các trưởng giả, các ông phải biết ai chứng nhập nơi niết bàn. Này các trưởng giả, nhãn chẳng nhập niết bàn, nhĩ tỷ thiệt thân và ý chẳng nhập niết bàn. Nhưng do nơi nhãn, do nơi nhĩ tỷ thiệt thân và ý phát khởi vọng chấp hoặc chấp ngã, hoặc chấp là ngã, hoặc chấp là ngã sở. Nếu xa rời hẳn tức là niết bàn. Xa rời những gì mà là niết bàn? Nếu xa rời tham tức là niết bàn, nếu xa rời sân tức là niết bàn, nếu xa rời si tức là niết bàn. Nếu xa rời vô trí tức là niết bàn. Lại nữa này các trưởng giả, quá khứ vô trí chẳng thể xa rời được, vị lai vô trí chẳng thể xa rời được, hiện tại vô trí chẳng thể xa rời được. Nhưng cần phải nhân nơi xa rời vô trí mà chánh trí phát khởi. Này các trưởng giả, thế nào là trí? Đó là tận trí. Thế nào là tận trí? Quá khứ không phải tận trí, vị lai chẳng phải tận trí, hiện tại chẳng phải tận trí. Nhưng do xa rời vô trí mà tận trí ấy phát sinh. Trí ấy chẳng xa rời trí. Do xa rời nhãn vô trí mà trí ấy phát sinh. Lại nữa này các trưởng giả, nhãn chẳng phải là ngã sở. Nếu đã chẳng phải là ngã sở thì chẳng nắm lấy. Nếu chẳng nắm lấy tức là tối thượng. Nếu là tối thượng tức là giải thoát. Chỗ nào giải thoát? Ở chỗ chấp ngã mà được giải thoát. Ở chỗ chấp chúng sinh. Ở chỗ chấp thọ mạng. Ở chỗ chấp sở thủ. Ở chỗ chấp đoạn, chấp thường. Ở chỗ chấp tất cả. Cho đến ở chỗ chấp phân biệt mà được giải thoát. Hành giả nếu có thể ở nơi chấp mà được giải thoát thì chẳng phân biệt. Nếu chẳng phân biệt thì chẳng phải phân biệt. Chẳng phải chẳng phân biệt. Thế nào là chẳng phân biệt? Đó là chẳng phân biệt ngã và ngã sở. Lúc bấy giờ hành giả ở nơi tất cả các pháp, ở nơi tất cả pháp đều ly tán mà chẳng chứa để.
bỏ mà chẳng lấy, vì sẽ nên tịch diệt giải thoát, trừ khiển, tối thắng giải thoát về các trói buộc. Những chỗ nào gọi là trừ khiển? Ở tất cả chỗ, ở chỗ tất cả khổ mà được trừ khiển. Các ông nếu cầu ra khỏi, thì chớ ở nơi một pháp nào mà sinh lòng nắm lấy. Vì sao? Vì nếu có nắm lấy thì có sợ hãi, nếu không nắm lấy thì không có sợ hãi. Lại nữa này các trưởng giả, nhãn chẳng phải tịch diệt, nhĩ tỷ thiệt thân và ý chẳng phải tịch diệt, sắc thanh chẳng phải tịch diệt, cho đến thức đại chủng chẳng phải tịch diệt. Nhưng nhân nơi nhãn phát khởi chấp trước, hoặc chấp làm ngã, hoặc chấp làm ngã sở, nếu xa rời chấp ấy, tức là tịch diệt. Xa rời những gì mà được tịch diệt, đó là xa rời tham mà được tịch diệt, xa rời sân mà được tịch diệt, và do xa rời vô trí mà được tịch diệt. Lại nữa này các trưởng giả, quá khứ vô trí chẳng thể xa rời được, vị lai vô trí chẳng thể xa rời được, hiện tại vô trí chẳng thể xa rời được. Nhưng xa rời vô trí mà được trí phát sinh. Này các trưởng giả, trí là gì? Đó là tận trí. Tận trí là gì? Quá khứ chẳng phải tận trí, vị lai chẳng phải tận trí, hiện tại chẳng phải tận trí. Nhưng, này các trưởng giả, do vì rời vô trí mà trí ấy được phát sinh, trí ấy chẳng rời xa trí. Nhưng vì xa rời nhãn vô trí cho đến thức đại vô trí mà trí ấy được phát sinh, nhãn cho đến thức đại ấy chẳng phải là ngã sở. Nếu không phải ngã sở thì chẳng nắm lấy. Nếu chẳng nắm lấy tức là tối thượng, nếu là tối thượng tức là giải thoát. Chỗ nào giải thoát? Ở chỗ ngã chấp mà được giải thoát, ở chỗ chấp hữu tình, ở chỗ chấp thọ mạng, cho đến ở chỗ chấp phân biệt tất cả mà được giải thoát. Nếu hành giả nếu có thể ở nơi chấp được giải thoát, thì chẳng phân biệt. Nếu chẳng phân biệt thì chẳng phải phân biệt. Chẳng phải chẳng phân biệt. Thế nào là chẳng phân biệt? Đó là chẳng phân biệt ngã và ngã sở. Lúc bấy giờ hành giả ly tán chẳng chứa bỏ mà chẳng nắm lấy, vì bỏ nên tịch diệt giải thoát, trừ khiển, tối thắng giải thoát, rời các sự trói buộc. Ở chỗ nào trừ bỏ? Ở chỗ tất cả khổ mà được trừ bỏ. Các ông nếu cầu ra khỏi, chớ ở nơi một pháp nào mà sinh lòng chấp trước. Vì sao? Vì nếu có chấp trước thì có sợ hãi, nếu không chấp trước thì không sợ hãi. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại ngày ấy nên nói kể rằng, chấp trước sinh sợ hãi, do đây vào ác đạo. Thấy có sợ hãi này, trí giả chẳng nên lấy. Các ông tu thánh đạo cần phải khéo quan sát. Thấy như vậy thì được, khác đấy thì chẳng được. Tất cả chỗ đều không, hư động chẳng chắc thật, tham chứa gạt thế gian. Nơi ấy chớ sinh loạn. Ta biết, ta đã biết pháp không, rõ các pháp chẳng bền, lặng yên được an lành, chứa diệu lạc vô động. Nếu biết rõ các pháp đều rỗng không như vậy, thì giải thoát các khổ và dứt hết tranh luận. Muốn ái thọ tất cả thì sinh các tai họa. Ái thọ nên chấp thủ sinh các hữu. Do hữu mà có sinh, vì sinh xa tịch diệt. Có đủ già bệnh chết các khổ lớn như vậy, không dục nên không thủ, không thủ nên không hữu, không hữu nên không sinh, già bệnh chết cũng không. Tụ tập đồ sinh sống, đều vứt bỏ tất cả, và bỏ vợ con yêu, giữ oai nghi tỳ kheo, chớ tham thân và của, lành thay nhớ tri túc, chớ như chiên đà la, tham sân tâm hạ tiện, chớ cậy mình trì giới, khinh hỷ người phạm giới, ỷ giới lớn người khác, đây là thật phá giới. Ví như nai bị bắt, hoặc trói hoặc bị giết, người mắc lưới kiêu mạn bị trói giết cũng vậy. Mạng làm hư tâm lành, lại tổn thiện mình người, nên chớ khinh phá giới, huống người giữ phạm hạnh. Phải học bậc đại tiên, thường ở chỗ không nhàn, chớ luyến tiếc thân mạng, hướng tịch tỉnh giải thoát. Phải xa rời luận bổn của thuận thế ni kiền, nên mến pháp thậm thâm, tương ưng không, tương ưng với chân không. 12 xứ trong ngoài, ta nói tâm làm gốc, kia lại do nghiệp sinh, nghiệp do tư tưởng có, nhãn sắc đều làm chuyên mà sinh khởi nơi thức. Thiếu chuyên thì chẳng sinh, ví như lửa do củi, các pháp sinh như vậy,
hòa hợp sinh lẫn nhau, không tạo tác thọ nhận, hiện tác dụng như huyễn, tất cả pháp trong ngoài, ta đã biết là không. Kẻ ngu điên đạo chấp, cho là ngã ngã sở. Trong nhãn không hữu tình, các xứ ngoài cũng không, chẳng ngã chẳng thọ mạng, các pháp đều như thế. Nhãn chẳng nghĩ giải thoát, nhĩ tỷ thiệt cũng vậy, thân ý không tác giả, các quán các pháp cũng vậy. Ví như trong biển lớn, sóng dậy thành đống bọt, người sáng suốt thấy rõ, biết đống bọt chẳng bền. Thể chất của năm uẩn, người trí biết chẳng bền, nên giải thoát sinh tử, sầu ưu tai hoạn khổ, xuất gia trong Phật Pháp, biết các pháp như huyễn, chẳng hư thọ tính thí, thì gọi cúng dường Phật. 500 vị trưởng giả nghe pháp ấy xong, liền xa trần rồi cấu ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh, như y phục sạch sẽ, không màu để vào nhuộm. Để vào màu nhuộm thì mau ăn màu, các trưởng giả ấy mau được pháp nhãn thanh tịnh cũng vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn lại bảo các trưởng giả, này các trưởng giả, ta nói nhãn ấy, tánh nó là khổ, mà lại cháy phần. Những gì cháy phần, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si cháy phần. Lửa sinh già, bệnh chết, sầu lo, khổ sở, các pháp bất an cháy phần. Như thế này các trưởng giả, ta nói tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý là khổ mà lại đang bốc cháy. Những gì cháy phần, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si cháy phần. Lửa sinh già, bệnh chết, sầu lo, khổ não cùng các pháp bất an cháy phần. Này các trưởng giả, ta nói sắc ấy, tánh nó là khổ mà lại cháy phần. Những gì cháy phần, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si cháy phần, cho đến thanh hương vị xúc pháp lại cũng như vậy. Này các trưởng giả, ta nói sắc uẩn, tánh nó là khổ mà lại cháy phần. Những gì cháy phần, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si cháy phần, cho đến thọ tưởng hành thức uẩn cũng lại như thế. Này các trưởng giả, ta nói địa giới, tánh nó là khổ mà lại cháy phần. Những gì cháy phần, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si cháy phần, như thế cho đến thủy hỏa phong không thức giới, tự tánh là khổ mà lại cháy phần. Những gì cháy phần, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si, sinh già bệnh chết, sầu lo khổ não cùng các pháp bất an cháy phần. Vì thế nên, này các trưởng giả, nay ta chẳng chấp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, các ông cũng phải học theo như vậy. Nay ta chẳng chấp sắc thanh hương vị xuất pháp, cho đến chẳng chấp các sắc uẩn, các địa giới. Đời này, đời sau, các ông cũng phải học theo như vậy. Này các trưởng giả, ở nơi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nếu các ông chẳng chấp trước, thì chẳng tương thì chẳng nương nơi nhãn mà an trụ, chẳng nương nơi nhĩ tỷ thiệt thân ý mà an trụ. Lúc các ông chẳng nương nơi sắc thanh hương vị xúc pháp, thì các ông chẳng nương nơi tất cả pháp mà an trụ. Lúc các ông chẳng nương nơi sắc uẩn cho đến thức uẩn mà an trụ, thì các ông chẳng an trụ nơi sắc uẩn cho đến thức uẩn. Lúc các ông chẳng nương nơi địa thủy hỏa phong không thức giới, thì các ông chẳng an trụ nơi địa giới cho đến thức giới. Các ông chẳng nương nơi đời này, đời sau và tất cả thế gian để an trụ. Lúc các ông chẳng nắm lấy tất cả pháp như vậy, thì các ông chẳng nương nơi tất cả pháp để an trụ. Nếu các ông có thể chẳng nương nơi tất cả pháp để an trụ, thì gọi là chẳng phải sẽ có, chẳng phải chẳng sẽ có. Nếu các ông nếu rõ biết chẳng phải sẽ có, chẳng phải chẳng sẽ có ấy, ta gọi các ông đã giải thoát những khổ sinh già bệnh chết. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kể rằng, lửa sinh tử phần vật đốt cháy các thế gian, bị khổ không thể cứu, hư mất nơi thánh đạo, Như Lai chiếu thế gian, lâu mới hiện một lần, không sát na xa rời, phải khỏi tinh tấn vững, tu tập các chánh hạnh, tệ quán phải xét biết, như tệ quán sẽ được, khác đây thì chẳng được. Nếu tu tập nơi đây, phải biết tất cả không, thấu rõ pháp không rồi, tâm không, bồ đề không, tham sân cùng với si, ba thứ lửa độc ấy, đốt người ngu thế gian, ngủ mãi chẳng hay biết, sinh già, bệnh và chết, sầu ưu các khổ não, biết thế gian khổ rồi, chớ an trụ các pháp. Khi ấy 500 vị trưởng giả thưa,
Bạch Thế Tôn, nay chúng con muốn ở chỗ Đức Phật xuất gia, thọ giới cụ túc, tu hành thanh tịnh, chẳng biết có được Thế Tôn thương xót hứa cho chăng? Đức Phật bảo, lành thay, lành tỳ kheo. Họ liền được gọi là xuất gia, đủ các giới rồi thành tựu pháp tỳ kheo. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kể rằng, thọ nhận ca sa rồi, râu tóc tự nhiên rụng, tất cả đều cầm bát, liền đó thành La Hán, biết được La Hán rồi, ở trước chúng tỳ kheo, và nói hàng chư thiên. Thế Tôn tự tuyên nói, thọ xưa giúp ích đời, đồng làm sự bố thí, tùy thọ sinh chốn nào, thường được nhiều an vui. Nay họ được gặp Phật, lại có lòng tịnh tính, do lòng họ thanh tịnh, nên Phật nói diệu pháp. Nghe pháp được La Hán, lìa hẳn nơi ngã kiến, chứng pháp không hiện tiền, giải thoát nơi sinh tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bảo Tiết, quyển 35, Pháp Hội 12, Bồ Tát Tạng, phần 1 hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.